ở đây, nghĩa là tình anh em bằng hữu, ba mẹ em sinh ra mong muốn là để thành công được là phải dư anh em bằng hữu. Và chữ chữ khóa đây nghĩa là sao? Chữ khóa đây dùng cái từ ngữ rất là hay, nghe thủ khoa, đăng khoa để còn đẹp đúng không? Nhưng mà mấy chị nữ đừng gọi khoa là thủ khoa. Đúng không? Nhưng mà mình giới thiệu vui cho các anh chị nghe thôi. Thì ở đây cũng có nhiều anh chị lớn tuổi hơn khoa. Thì hôm nay khoa xin phép là xin là mình và kêu mọi người tất cả là các bạn cho mình dễ xưng hô đâu ạ. Ai xin phép khoa xin nhờ anh chị lên hồi tối nè. Cảm ơn các anh chị nhiều nha. Thì khoa là người ở Cần Thơ. Mọi người ở đây ai là người miền Tây? Mình đồng hương nhiều á. Khoa là người ở miền Tây. Thì nói chung là gia đình khoa cũng không có mà khá giả. Thì ba của khoa là thợ may. Thì ông ngồi may á, các bạn biết ngồi may đúng không? May đồ á thì ngồi từ sáng tới chiều. Từ khoa khi còn nhỏ ba mẹ chỉ ra đường, ba khoa chỉ ra đường khi mà khoa đi học thôi. Có những cái xe chỉ nhỏ, xe đạp với mày. Khoa đi học thôi. Còn mẹ khoa thì vừa may đồ, vừa bán đậu hũ ở Bến Ninh Kiều. Bạn nào ở miền Tây sẽ biết Bến Ninh Kiều đúng không? Kiểu thương. Thì mẹ khoa là vừa bán đậu hũ Bến Ninh Kiều. Thì các bắt đầu cái việc á là từ 4 giờ sáng. Và mẹ khoa bán cho tới khoảng 12 giờ. Và sau 12 giờ khoảng 2 giờ mẹ khoa tiếp tục đi may tiếp. Mai tới khoảng 9-10 giờ là mẹ khoa nấu đồ uống tới khoảng 12 giờ, 1 giờ mẹ khoa nấu đồ. Và liên tiếp như vậy. Nên là ngay từ nhỏ khoa là nuôi nấu một cái ý định là mình tốt cố gắng mình tự lo cho bản thân mình, phải tự lập. Không thể nào mà nhiều giảm hơn mẹ. Bởi vì nên là mình luôn cố gắng để làm cái điều đó. Và cũng vô tình là khi mình lên Sài Gòn mình học được lớp thầy Duy như các bạn ở đây, như các anh chị ở đây. Thì cũng là cái lớp 2 ngày như các anh chị ở đây luôn đó. Thì khoa cũng học sau lúc đó khoa cũng không biết gì chứ, cũng là một thanh niên mới ra trường còn mặt còn non trẻ lắm, nên cũng không biết làm gì hết. Ra đây học lớp gì rất là tuyệt vời. Lớp học không biết kinh doanh gì luôn. Thầy nói là cũng chọn sản phẩm mà cũng không biết kinh doanh luôn. Lúc đó là thầy chưa dạy bài này, tức là pha chọn đại đi, thầy nói chọn đại một cái gì đó đi. Thì pha cũng được bán bao xu như này, mà đặc biệt là đi bán được cũng đi ra công viên bán như này luôn, cầm chiếc chiếc cái bao xu đi bán cho anh chị các anh chị luôn. Các anh gì tên rồi em nói không được. Sau đó phải chọn cái gì ngán và bán bánh à, như thầy thì nói là chọn cái gì mình thích đi, chứ gì mình thường ăn nhiều mình thích khoai con trai mình thích gì mình nghề một chút xíu thì phải chọn là cái sản phẩm bánh ngọt. Và cái tên dự án mình là còn buy and eat. Buy là mua, eat là ăn, thì nghĩa là mình sẽ tự động đơn giản hóa mọi thứ cho nó tự động á, cái suy nghĩ thôi à, lúc đó mình chưa biết làm hết, ý tưởng là như vậy đó. Nhưng mà thực chất chỉ là một website bán online thôi, ai mua thì đặt hàng giao hàng thôi. Và mình cũng cứ chạy quảng cáo hơn đó mình đã biết chạy quảng cáo rồi. Còn cứ chạy cũng có đơn hàng, mà cũng có đi giao hàng nhiều lắm, ngày nào cũng thấy đi giao hàng từ sáng tới tối á. Mà cuối ba bốn tháng trời xong mình quay lại là không có tiền nhiều tiền lời được có mấy chục ngàn. Tiền đâu đi hết rồi, đi vô quảng cáo. Cái bắt đầu mình nghiệm lại, lúc đó mình cũng ngồi mình suy nghĩ nhiều lắm, tại mình thích suy nghĩ mà, cứ ngồi mình suy nghĩ hoài, cứ không làm nữa, cứ ngồi mình suy nghĩ. Tại lúc đó vẫn còn đi học, cứ đi học mình ngồi mình suy nghĩ. Cho đến một cái ngày nào đó, có cái âm thanh đánh thức mình dậy. Đó là cái âm thanh gõ cửa của bà chủ nhà. Cốc cốc cốc. 2 tháng tiền nhà chưa đóng nghe con. Hết hồn. Ủa, mình đang suy nghĩ gì vậy? Thời gian mình đã trôi qua rất lâu rồi. Bắt đầu lúc đó mình phải tìm cách. Và vô tình đó có một người bạn tính tính. Bạn rất thân với mình, nó có thầy Duy cho biết. Bạn vô tình bật một clip của thầy Duy kể câu chuyện một cái chị kia. Chị đó, chị nào không quên rồi. Và chị đó tối đi bán nem, buổi tối ra quán nhậu. Và buổi sáng chị làm công ty mỹ phẩm. Đó. Thì tối chị đã bán được 300-400 ngàn những cái thiên nhiên cái thầy nói nè. Đó. Và buổi sáng chị làm công ty mỹ phẩm. Và sau vài năm là chị giờ rất thành công. Và chị không còn đi bán nữa, chị rất là giàu có. Và khoa nghe câu chuyện rất là cảm hứng. Ở đầu mình hành động ngay. Và cái sản phẩm đầu tiên mình đi bán đó là mấy anh chị biết gì không? Mình đi bán quán nhậu thì cái sản phẩm đầu tiên mình bán là thế cái gì đại diện ai nói đậu phộng, chính xác đậu phộng, y hết y hết khoa luôn. Và kết quả là khoa ngày đầu khoa bán rất là tự tin, bán lên mình tự tin là mình đã mới bán hàng rồi, mình đi bán xôi chiên rồi, mình rất là tự tin. Cầm anh thử đậu phộng của em, anh này là còn vui vẻ đó chứ khách hàng này ta lắc đầu ngay ta không kịp nhìn mình luôn, mà mình rất là sốc. Và sau cái ngày đó luôn, bắt đầu mình đi bán luôn. Đốt với anh chị bán được bao nhiêu cái đậu phộng? Gần đúng rồi chứ. Được 3 doanh thu chỉ được khoảng 40 ngàn doanh thu. Mà mình đã nghĩ không, đậu phộng là nó rẻ, khoảng 15 ngàn bịch thôi.
mà khách hàng có nhu cầu không? Đúng không? Mọi người có nhu cầu đúng không? Đó, đó cũng là cái tư duy mình kinh doanh, mình khởi nghiệp thôi. Có nhu cầu, dễ. Nhưng mà tại sao mình bán? Mình nghĩ nó rất là vui vẻ, nhiệt tình, vui vẻ khách hàng, rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Nhưng vẫn không bán được hàng. Vậy cái mấu chốt này là gì? Tại vào đấy người ta dùng cái sản phẩm còn là cái đặc trưng của cái quán đó chứ người ta không có cần cái dùng cái xe đào phộng nữa nên người ta mua. Dạ, yeah, cảm ơn chú. Rồi, mình cũng suy nghĩ với các chị luôn. Cho đến khi mình hiện tại bây giờ mình đang hỗ trợ một số các bạn bán hàng ở dưới, cũng bán ở quán nhậu, cũng làm như cái mô hình của thầy và bán được trung bình là khoảng 5 đến 1 triệu ngày, là có 4 tiếng, 3-4 tiếng đó. Nhưng mà bán cái sản phẩm này là cực kỳ lạ luôn. Nghĩa là sao? Bán bánh. Các chị biết bánh ngọt không ạ? Bánh ngọt. Bánh ngọt mà bán trong quán nhậu. Thấy nó phi lý không? Nhưng vẫn bán được. Như anh ấy là anh bán bánh dừa đúng không? Đúng rồi. Em cũng từng bán bánh dừa nha. Và cái đỉnh điểm của em bán được á là khoảng 68 bịch bánh dừa. Bán tới 2 giờ sáng. Là nhận đâu đó khoảng gần hơn 1,5 triệu đúng không anh? 24.000 lời một giờ nhận cho 68. Đúng rồi. Đúng không? Chính xác đúng không? Đúng rồi. Đó. Và sau khi tại vì lúc đó em có cơ hội gặp được một cái anh đó là anh Bình. Và chiều nay thầy chia sẻ anh Bình cho các anh chị nghe. Đó thì anh chia sẻ cho mình cách bán hàng như thế nào. Lúc đó mình cũng học, mình cũng nghiên cứu, đọc nhiều sách đó. Mình cũng tính hết học hỏi đó. Mà mình chưa có thực tế. Và khi mình ra anh bán rồi đó, mình sắp mặt rồi đó, mình biết thực tế bán hàng là như thế nào đó. Và khi đó mình mới rút ra được rất là nhiều hàng. Vậy giả sử đi, giống như mình bán đậu phộng đi, hoặc là những quà cốc xoài đi, cốc đây, xoài đây. Các anh chị thường như thế nào? Không mua đúng không? Nhưng anh Bình kể câu chuyện về bà bán giấy số rất là tuyệt vời. Chào chị Dĩ Thương. Chị cười hai phút hậu vậy. Là tự động cái người mình chưa kịp chào hàng hết trơn, họ đã có kết nối nhẹ với mình đúng không? Họ cảm tình thì còn bên mình còn kết nối sâu hơn nữa. Có những bạn như bạn hai mấy bạn ở dưới đó là mình hỗ trợ bán hàng, là người ta cái người khách hàng á là phải là kêu bạn về làm công ty họ đi, họ trả lương 10 triệu 20 triệu cho đó, nghĩa là họ kết nối mà trả một người bạn của khách hàng luôn chứ không chỉ là bán hàng nữa. Anh chị hiểu không ạ? Thì hiện tại thì bây giờ Khoa đang là một cái admin, là một cái admin của group sinh viên khởi nghiệp. Cái group này thì là khoảng gần 30.000 thành viên rồi. Thì cái nhóm Khoa là nhóm chính là khoảng 5 người. Thì hiện tại là bên mình đang kinh doanh về Amazon, kinh doanh bán hàng trên Amazon, bán các sản phẩm ở bên Mỹ. Một số anh chị đây có thể là chưa biết. Thì bên cạnh đó là mình có một cái group nhỏ là hành trình tự lập, là cũng giống như thầy đây, là 4 tiếng để mình tự lập, tự đứng trên đôi chân của mình, tự bán hàng, tự có tiền, nên trang trải cuộc sống của mình. Đó. Và cũng có nhiều bạn, mình phải có 40 bạn rồi. Trong nhóm mình là phải có 40 bạn là trong nhóm hành trình tự lập. Là trung bình, ít nhất mỗi bạn bán kiếm được 300 ngàn một đêm. 300 ngàn nghe nó rất ít đúng không? Nhưng mà nhân cho 30 ngày là 9 triệu rồi. Anh chị đây ai mà làm 4 tiếng thì 9 triệu rồi. Cảm ơn ạ. Anh chị nào trên đây mà mình đang có thu nhập trên 20 triệu với ta đó. Anh trên 20 triệu. Rất ít người đúng không? Nhưng có một số bạn trong nhóm hành trình tự lập đã có thu nhập 20-30 triệu. Con số nghe rất là phi lý. Nhưng khi có cách mình phải làm được. Chị thấy thú vị không ạ? Đúng rồi. Chiều á thầy Duy chia sẻ thêm về cái điều đó thì Khoa chia lên kể cái câu chuyện sơ sơ như vậy thôi đó. Còn anh chị nào mà ở Khoa có hai cái bạn trong nhóm của Khoa cũng tham dự thì em bán nhiều nhất là được bao nhiêu tiền Khoa? 4 tiếng đồng hồ. Bạn cho Khoa chơi cổ tay. Không bán hàng trên quán nhậu. Bán dạo. Là ngày nào cũng bán hết, tất cả bạn ngày nào cũng bán. Là... Dạ, doanh thu trung bình đó là khoảng là 500. Còn bạn nào mà kiểu như là tại vì chỉ biết đó, không phải ai cũng bán hàng được, hiểu không?
có những người hướng nội, có những người mạnh vô á, hỗ trợ bạn hướng nội, bạn rất là ít nói đó, mà khi bạn nói nhiều thì bạn không biết nói gì luôn đó, nên là nhân số bạn sẽ thấp khoảng 100-200, nhưng 100.000 thôi, cái chị hiểu không? Nhưng 100.000 thôi là thấp nhất, nhưng mà 30 ngày là bao nhiêu tiền? 3 triệu đúng không? 3 triệu mình đi làm chứ bao nhiêu lâu mới được 3 triệu? Nếu là sinh viên thì em làm 8 tiếng 7 tiếng mới được 3 triệu. Mà cái công việc này lại nâng cao kỹ năng. Thì xin cảm ơn tất cả các chị đã lắng nghe phần chia sẻ của bạn. Bạn Khoa rất là tuyệt vời. Cho Khoa đây một tay lớn lên đi bạn. Lớn mất các bạn rồi. Rất là bản lĩnh. Quá giỏi. Vậy thì bây giờ mọi người muốn liên hệ với em thì sao? Thì tại hiện tại bên em cũng đang có nhiều việc á, nên em không có nhiều thời gian. Dù chỉ muốn liên hệ thì liên hệ hai cái bạn bên dưới. Thì hai bạn là cho cái Facebook đi. Cho cái Facebook hay cái số điện thoại. Facebook của em á. Quan trọng là chịu làm thôi. Okay. Các bạn khoa nào khoa tay được lớn. Ok. Lớn nữa các bạn ơi, lớn nữa.